Thưa quý vị, hiện tại thì Ánh Nguyệt đang có mặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói thì qua nhiều năm đi vào hoạt động thì đường sách đã trở thành điểm đến văn hóa độc đáo của các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân Ánh Nguyệt để có thể khám phá những điều độc đáo và thú vị tại đường sách quý vị nhé. Đường sách Nguyễn Văn Bình, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở hướng đối diện Dinh Độc Lập và cách phố Tây Mùi Viện chỉ khoảng 3 km. Đây là một trong những địa điểm mới lạ, thu hút đông đảo người dân, du khách và đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến mua sắm và tụ họp cuối tuần. Đường sách Nguyễn Văn Bình được thiết kế gồm 3 khu vực: gian hàng sách, khu vực triển lãm và cà phê sách. Đoạn giữa có không gian giao lưu, tiếp xúc với cộng tác viên, tác giả và bạn đọc. Nhiều tác giả đã chọn nơi đây làm địa điểm giới thiệu tác phẩm mới của mình, cũng như tham gia các hoạt động giao lưu cùng độc giả. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Lê Hoàng, giám đốc công ty đường sách thành phố Hồ Chí Minh để có thể nghe chia sẻ rõ hơn về những điều thú vị và độc đáo tại đường sách này quý vị nhé. Vâng, xin chào ông Lê Hoàng ạ. À. Dạ, anh Nguyệt đã được nhiều lần đến với đường sách thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà để biết được những cái điểm độc đáo hoặc là thú vị nhất ở đường sách thì thật sự là với chính anh Nguyệt thì cũng là chưa biết rõ, cho nên ngay bây giờ thì xin mời ông Lê Hoàng có thể giới thiệu cho anh Nguyệt cũng như là quý vị khán giả của điểm đến có thể biết về những điểm độc đáo và thú vị tại đường sách này. Cái điều mà chúng tôi muốn nói đầu tiên đó chính là đây là một thế giới sách với đầy đủ những quyển sách dành cho các em thiếu nhi, cho các bạn tuổi mới lớn, cho các bạn sinh viên và tất cả những người có nhu cầu về đọc sách được cung cấp bởi các nhà xuất bản có uy tín hàng đầu. Thì đây là một cái không gian mà phục vụ cho việc lựa sách và đọc sách đầy đủ và thú vị đối với những người yêu thích sách. Điều thứ hai đó là chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái sự kiện góp phần gây cảm hứng cho cái người đọc sách cũng như là phát triển cái văn hóa đọc. Ví dụ như là tổ chức các cái buổi giao lưu, giới thiệu sách, tương tác giữa người viết và người đọc. Và rất nhiều cái sự kiện như vậy và sự xuất hiện của rất nhiều tác giả làm cho những cái cuộc sinh hoạt đó nó rất là thú vị và nó làm cho mọi người rất là thông qua đó mà có thể hiểu hơn về cái thế giới sách, hiểu hơn về cái người viết và cũng từ đó mà làm cho họ cảm thấy thích thú khi mà được đọc những quyển sách của từ những cuộc giới thiệu đó. Và để định hướng trở thành con đường tri thức thì thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những dự định, những kế hoạch như thế nào ạ? Chúng tôi sẽ tập trung cho đối tượng là các em học sinh, các bạn sinh viên, nói chung là giới trẻ. Bởi các hoạt động mà nó góp phần giúp cho cái việc học trong nhà trường tốt hơn đối với các em. Đó là cái hoạt động mà giúp cho các em nó sẽ phát triển không chỉ về kiến thức mà phát triển toàn diện về phẩm chất và về những cái năng lực đối với tuổi trẻ. Đường sách Nguyễn Văn Bình hội tụ nhiều nhà sách nổi tiếng trên cả nước khi có tới hơn 20 gian hàng thuộc các đơn vị công ty phát hành như nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà. Đến đường sách được khám phá đủ các thể loại sách từ chính trị, xã hội, văn học, khoa học đến ngoại ngữ hay nhiều thể loại khác. Nơi đây cũng là địa điểm mua sách quen thuộc của độc giả. Mỗi gian hàng trưng bày ở đây đều được thiết kế theo những nét độc đáo riêng. Đường sách Nguyễn Văn Bình là một cái vị trí khá là thuận lợi. Nó cũng nằm trong thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn gần với trường. Thứ hai là có cái không gian khá là sạch sẽ, có những cái hàng cây mát phù hợp với học sinh. Và ở đây cái đường xanh này cũng có bố trí rất là nhiều gian hàng để cho các con có thể làm quen với không gian sách. Không chỉ là một thiên đường sách, đường sách Nguyễn Văn Bình còn là nơi bạn có thể tận hưởng những phút giây thư thái, yên bình sau những xô bồ cuộc sống. Sẽ thật thú vị khi được ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, nghe điệu nhạc du dương và lướt qua một quyển sách hay ở nơi đây. Đường sách mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần và miễn phí vé. Bởi vậy, du khách có thể tự do tham quan, đọc sách hay ngồi quán cà phê thưởng thức văn hóa đọc mà không lo thiếu thời gian. Đường sách Nguyễn Văn Bình là một trong những con đường cổ nhất ở Sài Gòn. Con đường nhỏ đã chứng kiến biết bao thăng trầm, thay đổi của mảnh đất hoa lệ này. Ngoài mang ý nghĩa văn hóa độc đáo, đây còn là nơi gắn kết, thể hiện sự trân trọng với tri thức.